đang nói cái này á hả? Nói cái này nè. Cái này đánh không bao giờ ra đâu, cái này vô tới thịt rồi mà. Cái này phải sơn lại hết cái cản. Cái này phải sơn hết cái cản, đánh không ra được đâu, nó vô tới nhựa rồi mà. Nhựa đen. Mà sao ở Sài Gòn đi chi số sàn cực vậy? Em tính chạy tình em Đắk Lắk mà. À. Dạ. Mới mua lại của bạn nè. À. À chứ không phải chính chủ hả? Em nhưng mà ý là tại vì em sang tên chính chủ rồi. Ừ. Chứ em không có chạy, không có để quyền. Xe này xưa em mua gốc ở đâu? Đồng Nai em. Anh cứ nghĩ em là chính chủ luôn chứ. Mua lại một tập rồi hả? Nhưng mà đó là cái này em đã xem kiểm tra hết rồi, không vấn đề gì hết. Chết hạn chưa? Chết hạn luôn rồi, em bảo dưỡng hạn định kỳ đầy đủ hết mà. Xe này là đợt là người ta mua là năm 2021 đúng không? Em đúng mua rồi. Lại 2022. Dạ đúng rồi. Tháng mấy 2022? Em mua tháng 7 á. Vô uống nước đi, cứ vô uống nước cà phê cà pháo đi để nó coi tự nhiên. Tại vì xe hai chủ nó coi kỹ xíu. Một chủ thì hỏi chủ được chứ còn hai chủ thì đâu biết chủ trước chạy như thế nào.
da lộn đây là ai lên vậy? Sao anh? Cái trần da lộn đây ai lên vậy? À, chủ cũ lên anh. À. Lên được cái trần thôi chứ đâu lên được cái gì đâu hả? Trần rồi ghế. Ghế. Cam. Cam trần. Hành trần. Cam cặp lề nữa đúng không? Dạ đúng rồi. À không, cam nó cam che sâu á. Đây này, bóng này là nó lên nó đẹp quá. Dạ. Lên dày nó đẹp hơn lên 3D. Có nhiều ông lên 3D cũng quá. Vậy thì sơ cua chưa hạ lần nào cái này. Thường thường cái xe một chủ á, thì hỏi dễ lắm là coi qua chứ còn hai chủ phải coi kỹ xíu. Dạ anh không cứ cả. Coi thoải mái đi. Tại em cũng chắc chắn xe này em đưa qua anh chứ. Nếu mà bán xe biết vấn đề thì nó mình bán danh thì nó ấy hơn chứ đưa qua anh thì chắc chắn là ok. Ok rồi. Thành ơi. Thành. Thành ơi. Giấy tờ đâu cho anh mượn giấy tờ. Cho mượn đăng kiểm. Sao đang đưa đăng kiểm rồi sao? Anh lấy cái đăng kiểm. Không vô làm giấy tờ rồi. Mình thống nhất rồi nha, 430 đúng không? Dạ. Cái này là không đánh được đâu á, đáng lẽ bớt cho anh rồi thôi. Mấy cái thế. Cái này là có danh là muốn mua của em là 430 rồi. Em nói thật luôn. Dân mua 430 thôi, bán anh 400 thôi. Thì bởi vậy em mới nói anh là nếu mà ông mua 430 tôi không bán cho ông. Tại vì nó kêu là tôi tham khảo lãi hết rồi, lãi mua 430 gì đó. Tôi kêu 430 tôi bán cho ông làm gì? À. Không, dân mà mua 430 thì bán cho anh cỡ tầm 41-42 thôi. Đó là tình cảm anh em miền Tây Nguyên với nhau. Chứ 430 chú bán anh 430 chết rồi. Em là em cũng tập tành vô cũng thuộc dạng là cũng đang muốn mua bán xe thôi. Thiệt là em xem anh TikTok á, em thấy rất là hay, em cũng xem nhiều clip của anh. Mỗi tuần anh ít chia sẻ xem xe này kia thôi. Thì hôm nay chẳng qua để đưa chạy cho anh cũng xem anh xem như nào, học hỏi thêm một tí. Chia sẻ không có chia sẻ được đâu em. Dạ, không ai chia sẻ được đâu. Tại vì dính đòn là mới ra cái nghề thôi chứ mà anh chia sẻ là chia sẻ chém gió thôi, gần như là lấy tương tác hoặc là tạo để cho nhiều người coi thôi chứ chia sẻ có gì đâu mà chia sẻ. Thì đa phần ví dụ như mà đâm đụng mặt nước thì em xem cũng ok, nhưng đa phần mình xem được 490 10% thì chắc lấy hai chìa khóa kia hả? Chìa khóa của ai vậy? Hả? Khó ở đâu vậy? Mình sao dục đó, dục mất nữa, khó xe gì vậy? Mấy đứa một cái chìa khó nó bao nhiêu tiền anh chứ? Mấy triệu. Tụi bay cứ dục lung tung chết anh luôn. Của xe nào ai đưa vậy? Chìa khóa của xe nào vậy em? Coi của xe nào bỏ xe đó chứ đừng dục bắt.
Em thì cứ đẹp lại mua thôi chứ còn không vấn đề đâu nha anh chị. Đây tiếp tục là cái Fortuner 219 ở Quy Nhơn nha anh chị. Xe này ở Quy Nhơn, máy dầu, số tự động. Xe này chủ xe mua lại một đời chủ rồi, nhưng mà lịch sử rõ ràng, km rõ ràng, chuẩn km, lên camera 360, xe đẹp nên là Toàn vẫn thu lại nha. Anh tới cửa hàng của em là ở Toàn Trung Quy Nhơn, thành Toàn Trung Honda Toàn Trung Quy Nhơn, ở đường Nguyễn Tất Thành nha anh chị. Đó, đường, con đường mà gọi là đẹp, gần như là đẹp nhất của thành phố biển Quy Nhơn đúng không anh chị? Đó, nên anh chị nếu mà đi vô đường Hùng Vương thì nó xa quá thì anh chị có thể ghé đường Nguyễn Tất Thành, nhân viên em sẽ hỗ trợ. Em thì mua ở Sài Gòn, tập trung Sài Gòn, các tỉnh miền trong thì các bạn ở miền Trung, Tây Nguyên thì đều có nhân viên để hỗ trợ anh chị được hết nha, nên anh chị yên tâm. Cái Fortuner này là số tự động, máy dầu 2019 anh chị ạ, 2019 ghế điện anh chị. Đó, số tự động, máy dầu, ghế điện. Xe còn rất là đẹp nha, xe rất là đẹp và rin, gần như là rin hết luôn anh chị. Chạy 6 vạn đúng đồng hồ anh chị nha. Xe này thì 900 mấy thôi, chưa bao giờ Fortuner nó có giá rẻ như vậy. Ảnh lên cam 360, màn hình đầy đủ hết rồi. Đó. Fortuner bữa nay số tự động, máy dầu nó hợp lý lắm nha anh chị. Nó không còn cao nữa, mấy bữa thì 1 tỷ hơn, hôm nay có 900 mấy, hơn 900 mà anh chị. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ 0979325679. Ở miền Trung Tây Nguyên thì Thiệu sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Xong mua xong con xe này thì bắt đầu Thiệu nó cũng sẽ đi ra Huế, ra mua con Quảng Nam chứ, đi ra Quảng Nam mua con Civic nè. Rồi đi ra Huế xem một số xe cho em nữa. Sẽ không ghé Đà Nẵng nhưng mà cũng sẽ đi ngang qua anh chị nha. Thì có xe ở Quảng Nam nè, Huế, Quảng Trị. Có xe đẹp thì anh chị cứ hú là tụi em sẽ có mặt trong ngày hôm nay hoặc ngày mai nha. Sau khi video được đăng lên là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày, hình như là ngày 11. 11 anh chị. 10 chứ, hôm nay là ngày 10. Tầm 11, 12. 13 là tụi em sẽ có mặt tại Quảng Trị anh chị nha. Đi thu xe ở ngoài đó thì hy vọng anh chị ghé ủng hộ công ty em. Anh chị mua Honda thì ghé Toàn Trung ở đường Nguyễn Tất Thành nha anh chị. Tiếp theo là đi trong đêm. Anh em đi trong đêm mua xe Xpander Cross nha anh chị, nhưng mà xe này là bản bản full. Bản mới anh chị, bản Cross mới là có phanh điện tử anh chị, gọi là phiên bản mới nhất của Cross á. Bây giờ em lần đầu tiên em cũng mua được, lần đầu tiên em biết 2022 6.000 cây. Chủ xe lên đồ chơi tùm lum hết anh chị. Lên màn hình, rồi lên camera, nói chung là ảnh lên đồ chơi gần 100 triệu á. Ảnh lên cam 360, màn hình Android, rồi cốp điện, rồi đủ thứ hết á. Đó, rất là may mắn khi khách hàng ủng hộ và chia sẻ toàn những con xe đẹp này. Cũng rất là cảm ơn anh trai Công Tâm nha, để giới thiệu cho em biết là bạn anh bán con xe này và em đi rẹt rẹt trong đêm đi, xử lý ngay và luôn. Và khách có xin lại 4 cái mâm nha anh chị. Khách có xin lại 4 cái mâm để độ xe khác. Nói chung là có nhiều anh ảnh mua xe rồi anh trải nghiệm xong độ chơi, đồ chơi tùm lum hết, xong rồi anh chán, hết đồ để nhét ra rồi lại là đi tìm mua xe khác để độ tiếp. Thì anh kêu là chỉ có đúng 4 cái mâm là anh xin lại thôi, còn đâu anh để lại hết. Anh có cách âm hóc bánh, rồi cách âm thùng xe, rồi nói chung là có cái bill cũng dài lắm. Anh chị nào mua thì tụi em có thể đưa cái danh sách để anh chị xem. Nói chung cũng nhiều lắm, đồ chơi anh kêu anh lên cả 100 triệu mà em đọc là cũng nhiều thiệt. Có cách âm, cách đồ, rồi lên đủ thứ hết á. Mua một con xe mới thì nhiều anh chị không nhu cầu cao á, thì vẫn có thể là sử dụng. Còn nhiều anh chị thích chơi vô đồ sơn, nhất là những anh em miền Nam á, em thấy đa phần là thích chăm xe, yêu xe, là cứ mua xong rồi bỏ tiền đổ vô để chăm sóc xe, hoặc là lên đồ chơi, lên option cho xe. Mà mấy cái đó thường thường là em tính, thí dụ là anh chị bỏ 100 triệu thì em tính giỏi lắm là cỡ 30-40 triệu là hết rồi nha anh chị. Chứ còn cái đồ chơi này nó khấu hao gớm nhất, gần như lỗ nửa tiền, hơn nửa tiền anh chị nha. Nên là anh chị
chú ý giùm giùm em Toàn cái. Mấy cái này thì chỉ có Toàn chỉ cộng thêm, ví dụ anh chị độ 100 triệu thì Toàn cũng tính theo. Giá trị mua thêm 30-40 triệu nữa là hết rồi, hết đường nhúc nhích rồi anh chị nha. Thì về Toàn sẽ khám phá cái form mới nó có cái gì khác biệt với growth form cũ, thì anh chị nào biết cũng chỉ giùm em nha, để em còn lên mạng em chém gió nữa, chứ em ít thời gian để đọc quá như lại tìm hiểu quá. Nên là anh chị giúp giùm Toàn đó. Để lại bình luận ở phía dưới để Toàn xem thử là nó khác biệt cái gì nhiều anh chị. Em thấy cái mẫu giống nhau. Tiếp theo là bán tải, bữa giờ bán tải ớn lắm mà thấy xe này đẹp quá, có 30.000 cây hay 19 cọp quá. Thì em vẫn mua về, không biết có bán được không, nhưng mà bữa giờ nhiều quá. Anh chị mua bán tải thì anh chị giúp giùm Toàn nha. Ủng hộ Toàn và ép giá Toàn thoải mái. Xe bán tải hiện giờ là anh chị cứ phát biểu đi. Mấy bữa hot rồi bây giờ sao nó ế ôm à. Mà thấy con xe bán tải đây ở Sài Gòn mà đi có 30.000 cây. Là xe mình đồng thẳng thớm, mà đợt trước là em trả rồi ảnh không bán, sau này ảnh lại bán thì đáng lẽ là phải bớt giá không mua, nhưng mà thấy km ít quá thôi mua qua, thấy cái xe đẹp quá cũng không nỡ bớt giá, nên là thôi mua với giá mình định cách đây cả tháng. Có nhiều anh chị sẽ thắc mắc là tại sao xe bữa nay nó toàn định một kiểu mà mua một kiểu, thì em nói thiệt với anh chị bữa nay xe nó giá cả nó nhảy sóng ghê quá. Xe em để trong nhà em chưa chạy em còn lỗ, mà quan đêm em lỗ mấy chục liền, nên là anh chị cũng thông cảm. Thuận mua vừa bán, có những con xe mà Toàn trả xong rồi anh chị bán thì không giữ được giá. Cái nào cố gắng nhất thì Toàn sẽ giữ giá cho anh chị, còn không giữ được giá thì anh chị phải thỏa thuận lại, và anh chị quyết định bán thì em giao dịch thôi. Chứ nhiều anh chị cũng hiểu lầm là ông định tào lao quá, lúc ông định giá này lúc là ông lại định giá kia, thì cũng thông cảm. Cái thời điểm xe nó không nhảy á, thị trường nó không có biến động á, thì em có thể gồng gánh em giữ giá cho anh chị. Bữa nay thời điểm nó biến động ghê quá anh chị, nên em không biết sao, em cố gắng em mua xe đẹp nhất và giá cân đối hợp lý nhất cho anh chị mua, và anh chị ủng hộ Toàn thôi anh chị nha. Nên là có xe bán thì anh chị cứ liên hệ, còn xe này thì em để ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị ở tỉnh thì em có thể đi về. Anh chị liên hệ 0777-262679 hoặc là 0777-262678 hoặc là 0777-262623 nha anh chị. Thì các bạn nhân viên sale bán hàng bên em sẽ hỗ trợ anh chị tối đa. Tiếp theo là anh em miền Trung Tây Nguyên đi xuống Nha Trang mua cho em cái con xe mà em thích. 79A2 tôi quý 5 anh chị. Xích tự động cọp. Mà không biết có bán không, mà em nhiều quá bây giờ không có chỗ để nữa. Mà i10 thì nó cũng bình thường. Anh chị nào thích thì em sang nhượng cái đam mê của này, nhưng mà giá nó tê lắm đó nha anh chị. Cái xe mà Toàn đã thích thì anh chị đụng vô là nó cũng mệt mỏi lắm nha, tại vì em mua nó cũng mệt mỏi rồi. 2019 số tự động 40.000 cây, biển số lưu ý em bán cái biển số nha, 79A24 số 5. Em chưa có tư quý 5 anh chị, 2 tư quý 5 chưa có, nên là bán thì cũng khó mà để chạy vòng vòng, hay để chạy vòng vòng Sài Gòn ta. Cái này mà hắc bắc là em để chạy vòng vòng Sài Gòn á. Cái này nó sedan chạy vòng vòng Sài Gòn nó có sao anh chị. Cái này để em tính toán lại nha anh chị, để em trải nghiệm ít bữa rồi có bán thì em đăng em rao rêu trên Facebook, thì có gì dớt Toàn lên bờ cái. Cái xe này mua cũng căng lắm à. Đó, anh chị thấy 79A 2 tư quý 5, cái số 79 là cái số thần tài, còn 24 số 5 nữa, hấp dẫn không anh chị? Quá hấp dẫn anh chị đúng không? Quá hấp dẫn. Mấy cái xe này cái biển số nó giá trị nó cũng cực kỳ cao, ảnh hưởng cực cao đến giá thành xe nha anh chị. Vừa rồi nhiều anh chị hỏi sao Xpander 2 tư quý 8 cũng bán, mà mấy cái xe Toàn đang đi 81A 2 tư quý 6 rồi 5 số 2, 1 4 số 9 là sao không bán đi, thằng kêu không, mấy xe nó nhiều kỷ niệm không có bán anh chị. Còn mấy xe này thì đó, anh chị nào mà nhu cầu thì em có thể sang nhượng đam mê anh chị nha, sang nhượng nhưng mà em phải trải nghiệm đó, em chạy vòng đó, cất cái Carnival lấy xe này chồng do vòng vòng Sài Gòn đi mua xe cho nó tiện, quăng đây quăng đó nó cũng được anh chị. Này về độ full đồ chơi quá. Về xe này làm đồ chơi gì đẹp anh chị. Cái trần là em không thích rồi. Cái trần về chắc em bọc da lộn quá. Trần bọc 3D là em không thích rồi. Này sedan không biết độ kiểu gì cho nó đẹp anh chị.
nó hắc bắt rồi em độ dữ dằn luôn nha. Chứ còn sedan không biết độ cái gì, nó lỡ cỡ quá. Sedan dành cho gia đình thôi, dành cho em nó cũng hơi khó. Dịch lên chuyển 2 đến số 5. Ý nghĩa của số 2 và số 5 là em dùng dịch cái dịch số dùng để em thấy nó khoảng xíu nữa. Mãi, 2 là mãi, 5 là gì đó. Em cũng chuyển số nhưng mà em thấy nó đẹp đẹp thôi, chứ còn mình cũng không có hiểu hết ý nghĩa của từng con số. Anh chị nào rành về số phong thủy thì 2 thứ 5 đó nó ok. Rồi tiếp theo là anh em Gia Lai cũng lên mua cái xe Sorento nha anh chị, 07171, biển số đẹp nha anh chị. Xe này mới lắm nha anh chị, xe Sorento bản Signature, máy dầu, cửa nóc phun dầu anh chị, phun dầu, cửa nóc. Xe này đẹp lắm, xe đi có mười mấy ngàn à, rất là mới, mới tinh à, mua chính chủ, mua của anh chủ xe luôn. May mắn sao bữa giờ anh chị gửi xe em nhiều rồi, em cũng mua nhiều, cũng sướng ghê đó. Bán thì bán cũng được á, nhưng mà khách cọc không à, rồi không có chỗ để. Anh chị nào có cái kho ở thành phố Hồ Chí Minh giúp giùm em mà gần cửa hàng á, cho thuê mà nó có sẵn hết rồi á, anh chị giúp giùm em mà em ưu tiên cái khu vực mà dưới ngã tư Bình Phước em á, chứ xa quá không được anh chị, nhất là khu vực Bình Dương, Bình Đồ nó gần cái ngã tư Bình Phước á. Chị giúp giùm em nha. Còn đây xô tô dầu, phun dầu. Phun dầu đẹp quá anh chị. Còn mới tinh à. Đời 2020 thì giá nó cũng nhẹ tiền anh chị. Nó nhẹ hơn cái 221, 222. Và mẫu mã nó cũng như nhau mà được cái ít cây số. Thì anh chị nào không lăng tăng về cái năm sản xuất thì con xe này là một con xe quá là phù hợp để mình lựa chọn anh chị ơi. Quá phù hợp. Giá thì em sẽ báo sau nha, tại vì về nó cũng tạm tính nên anh chị quan tâm thì điện các bạn sẽ báo giá hoặc là chờ em sẽ đăng. Chủ yếu em đăng trên cái fanpage của công ty á, fanpage ô tô toàn trung.com.vn là ô tô toàn trung Quy Nhơn Gia Lai Quy Nhơn anh chị. Là có xe em đăng chi tiết hết nên anh chị theo dõi đó nó sẽ rõ hơn, nó rõ hơn nhiều nha anh chị. Này có gặp ghế điện đầy đủ tùm lum hết. Mà thường thường cái này nó có cái thanh ở sau để che chắn cốp á, mà sao cái từ 2020-21 khẳng nó không đưa qua 22 thì em thấy xe mới này không có, mà cái 2020-21 nó lại không có. Anh chị nào mua xe từ đời đó nó có không anh chị? Chứ em hỏi chủ xe kia không có chủ xe nào có đó. Cái thanh mà là chắn cái cốp phía sau á, che cái cốp phía sau anh chị, nó có làm lỗ chừa sẵn đó mà. Hỏi chủ xe không ai có đó. Nó là xe hiện tại nó không có nha. Nội thất màu kem rất là đẹp anh chị ha. Em thích cái xe này mà nội thất màu kem đen này. Anh chị không biết có cùng cái sở thích với Toàn không? Đó. Nội thất là mọi thứ kiểm tra ok là tụi em full tiền thôi. Cũng nhanh gọn lẹ lắm anh chị. Nói và đi đôi với làm là xong à. Anh chị nào quan tâm thì ủng hộ Toàn Trung Gia Lai và Toàn Trung Thành phố Hồ Chí Minh nha. Đợt này thành Toàn Trung Gia Lai ít xe quá cũng hơi buồn. Anh chị nào có xe ở miền Trung Tây Nguyên á, bảo đảm mua rất là máu nha, mua cho anh em Toàn Trung Gia Lai miền Trung Tây Nguyên bán. Chứ còn xe miền Nam cứ để Sài Gòn hết cho đỡ chi phí mang về á. Nó là cũng bán hết rồi. Còn tiếp theo đi mua cái Santa Fe full xăng nha anh chị. Full xăng có mấy ngàn cây à. Bản Phrenum, 11.000 cây, Phrenum, full xăng. Đó, chưa bao giờ cái Santa Fe full xăng nó rẻ như bây giờ nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ. Con này nó chỉ hơn 1 tỷ 2 một xíu thôi anh chị, một xíu thôi. Ít có thời điểm nào mà Santa Fe full xăng mà nó hợp tình hợp lý và nó giá cả nó ok như vậy anh chị. Ít khi, hiếm có lắm, hiếm có. Chúng coi Santa Fe cái thời điểm nào mà giá nó tốt như vậy. Mấy bữa cộng bi cộng lạc rồi giá nó đẩy ghê lắm. Có thời điểm xăng em bán tới 1 tỷ 3 mấy. Giờ có 1 tỷ 2 hơn xíu thôi mà được con 22. Mốt form mới, mấy dầu con này anh chị lưu ý giùm em là form. À mấy xăng nha, lưu ý giùm em form mới nha, chứ không phải form cũ. Form mới. Đó, rất là đẹp nha, biển thành phố luôn. 07249. Cốp điện.
Xe mới tinh tình tình hả? Xe này đang mua chốt cái cũng rất vui rồi. Chốt xong chủ xe chốt xong cái tiền có người nhắn tin thêm 5 triệu là em phải thêm 5 triệu mua luôn. Chốt xong rồi á mà thấy cũng cũng kẹt cái người ta là có nhiều anh em thấy là toàn chung đang mua á. Chồng nhắn tin thôi em mua cao hơn 5 triệu á, chủ xe cũng đưa cho mình coi mình kêu thôi vậy thôi để em mua cho. Nhiều lúc chốt là xong đúng không chị? Nhiều lúc người ta thoải mái thì người ta nói thì mình cũng ok. Ok được thì vẫn ok, coi như lời ít xíu thôi chứ đâu có lỗ đâu mà sợ anh chị. Nên chị cứ thoải mái thôi, mua bán thì cứ thoải mái, lỡ chốt với em rồi mà ai trả cao hơn thì cứ nói. Chứ đừng có hồi lại là vợ anh không bán là này nọ, phiền.